Em tên là Thúy Tiên, người Kiên Giang được người dân yêu mến. Ai mà gặp khó khăn ở nơi đâu thì em đây cũng đến. Thương con người của em vì nhân dân, chẳng nghĩ đến bạn thân. Mưa giông không thể ngăn bàn chân. Ôi số tiền đã lên ngày hôm nay 150 tỷ, coi như là giúp cho người miền Trung bớt khó khăn phần nào. Chỉ mong sẽ vơi đi niềm đau. Cô tiên đến từ đâu? Người dân thấy cô như đã biết từ lâu. Cô tiên dâng miền Tây, tình thương của em thì rộng cả trời mây. Cô tiên quân dân trong cơn nguy khó phép màu.